Bây giờ chúng ta sẽ thực thi một cái công việc, đó là kết nối thủ công từ cái nồi hơi boiler ở tầng 1 này lên cái tuyến ống chính của hệ thống cấp phát thủy lực mà chúng ta vừa tạo ra. Chúng ta sẽ chuyển sang mặt bằng tầng 1. Tại mặt bằng level 1 piping, tôi sẽ nhấp chuột vào view template và mechanical plane. Tôi sẽ chỉnh lại cái tham biến view range sao cho là để cái mặt top này này, chúng ta sẽ để là cao bằng cốt đáy sàn tầng 2 đi. Cao độ là 3 mét là chúng ta chưa nhìn thấy cái ống này đâu. Các bạn hãy chỉnh lại là 3650. Ok. Điều đó sẽ đảm bảo là chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy đoạn ống vẽ thẳng đứng ở trên mặt bằng. Các bạn nhấp chuột chọi vào nồi hơi này. Tại điểm out màu xanh 80 mm, các bạn nhấp chuột phải draw pipe, ấn phím space bar để cho nó nhận cao trình và tiết diện điểm đầu nối. Sau đó tại tham biến meter elevation này, các bạn nhập giá trị là 3,5 m cho tôi ạ. Kéo chuột cho cắn thẳng vào cái đoạn ống main pipe mà chúng ta đã định vị ở đây. Nhấp chuột escape để thoát khỏi câu lệnh vẽ ống. Chúng ta sẽ quay sang khung nhìn 3D 3D piping. Như vậy các bạn để thấy này, chúng ta vừa kết nối cái nồi hơi và cái đoạn ống nhánh này.